Hạ cho anh em báo chí cả nước, mình là từ lối 98. Quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay. Thật sự lần này là vui thật sự các bạn ạ. Hôm qua hôm kia mình đang buồn các bạn, nói chung thật sự là cái gì nhỉ, nam mèo quay thì sướng đấy, à đây 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 đúng không, quay thì sướng thật đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà niềm vui nó không được trọn vẹn các bạn ạ. Đấy, thứ nhất là không được full mốc, mà cứ có một full mốc bạn đành thì nó lửng các bạn ạ, nó tức tức ai nó hết hẳn là cái gì nhỉ, nó thiếu nhiều hẳn đi, không thiếu này, nó thiếu có một tí các bạn ạ. Đấy, thiếu có vài nghìn kim cương để mình có thể quay được cái mốc tiếp theo. Ấy thế mà nó lại thiếu các bạn ạ. Nó lại thiếu mất, rất là khó chịu, mình đang đợi một cái sự kiện nạp để nó cho. Và các bạn nhìn cái sự kiện nạp hôm trước thì mình có review cho anh em xem rồi. Nạp với con Athena này lấy làm cái rẻ, đúng không? Lấy làm cái rẻ. Ấy rất là chán meo, rất là chán. Thứ hai là cái gì nhỉ? Vì không đủ kim cương được. Đấy, cái vì không đủ kim cương quay mèo đấy các bạn, hay là quay máy kéo đấy. Đấy, thành ra là mình cũng không dám lấy kim cương để quay vòng quay Omega Rugal, trong khi cái gì nhỉ, thiên hạ nó cứ khoe Omega Rugal 3 sao hay 4 sao được từ cái vòng quay limited đấy các bạn. Tí mà cày đúng không, tí mà cày lắm đúng không? Rồi ok, điểm mốc hiện nay đang là khoảng độ 3.500, quanh mốc 3.000 rồi các bạn, chứ còn không ở mốc 2.000 nữa. Nếu mà mốc 2.000 thì nó chỉ được là top 30 thôi, đúng không, top 30 thôi. Và cái này thì mình không biết là nó có dừng lại không, nhưng khả năng cao là top 3.000 sẽ là top 30 gần như ăn chặt. Chứ top 3.000 ở đây thì các bạn ấy thấy hiện tại thì đang là top 10 đấy, nhưng mà kết thúc thì chưa chắc đúng không, đấy, kết thúc thì chưa chắc, đấy, đêm 30 chưa phải là Tết đúng không, đấy, 30 chưa phải là Tết các bạn ạ. Rồi ok, đấy, cái vòng đua này thì mình tính xong. Thứ mà mình muốn nói vui, rất là vui hôm ngày hôm nay đấy, đó là có sự kiện Halloween đúng không. Rồi hôm trước thì mình có chia sẻ là vì server chưa đủ 8 ngày hay là đang diễn ra cái sự kiện 7 ngày lập server, nên thành ra nó không cho chơi Halloween, rất là cay cho bạn, cả làng cả nước người ta chơi, mình không chơi đúng không, rất là điên. Đấy, rất là điên. Nhưng hôm nay có rồi đúng không, ok. Và mình thấy nó diễn ra vừa khít để đủ mở toàn bộ event Halloween, tức là 5 ngày các bạn ạ. Thực ra là so với một số server mới, ví dụ như là S59 hoặc là gì đấy, hoặc là đấy đúng không, cái loại kiểu như vậy, có những server cũ hơn trước đó thì server mình hơi thiệt thòi một tí vì không có đủ 7 ngày để làm nhiệm vụ. Đấy, nhưng mà thôi đúng không, 5 ngày cũng là gọi là hạnh phúc lắm rồi các bạn ạ. Đấy, không đủ thời gian để làm full nhiệm vụ nhưng mà được tham gia là thích rồi đúng không, mà để được hết mở hết các nhiệm vụ các bạn ạ. Đấy, thế là gọi là hạnh phúc không gì bằng rồi, ok đúng không. Đấy, chúng ta rồi cái này thì mình sẽ xét sau nhá. Đấy, thứ hai là trong phần activity này thì mình nó sáng này mình chia sẻ với anh em một chút là có những cái sự kiện mới mẻ thì anh em cần chú ý sau, có phải gói này mình không, gói tăng đẳng và tăng trang bị này vẫn thế đúng không. Giới hạn đổi thì hình như còn hôm nay nữa à, đúng rồi, còn lốt hôm nay nữa, các anh em nào còn rơi giấc này thì cuối ngày hôm nay nhớ đổi nha, tôi xin nhắc lại công là còn gì thì đổi lốt nha. Và cái này thì mình xét rồi, nó reset hàng ngày các bạn ạ. Đấy, nên là mình đổi được 3 ngày. Đấy, mấy tất cả đều reset luôn đúng không, tất cả đều reset. Rồi ok, nên là cái gì là mình đổi luôn nha, mà phép các anh em đổi luôn. Đấy, tí quét thì xong thì cũng đổi luôn, không để sang ngày mai được các bạn ạ, không dây dưa đúng không, ngày nào ra ngày đấy, không dây dưa lằng nhằng gì hết. Rồi ok, cái event này cũng thế đúng không, mày cũng tương tự nhau thôi, hai event này nó đi kèm với nhau. Tôi là mình bảo cái event mới là event nào nhỉ, thôi không trong phần quest, xong phần quest đâu rồi nhỉ. À, thứ nhất là cái gì nhỉ, có mảnh Hamaru từ sự kiện là được thưởng 10 điểm trong đấu trường. À, cụ thể đây là cái arena đấu trường này các bạn này. Đấy, đánh đủ 10 trận các bạn nhá, với 10 trận thắng liên tiếp hoặc là đủ 20 điểm chỗ này thì ở đây mình để ý là sau khi bạn lên VIP 6 hoặc là level 45 thì đánh thắng hay đánh thua thì được cộng 2, còn nếu đánh thua nó cho mỗi một điểm thôi, đánh thắng mới được cộng 2, rất là ác ôn các bạn ạ. Mấy ngày hôm nay mình tốn hơi nhiều kim cương với cái trò arena này chỉ vì đánh thua đúng không, điên lắm đây này. Đâu rồi? À, thế nó lại cái gì nhỉ? Nó lại không lưu lại à? Tí mất điền nhỉ? Không biết nó làm sao đã không lưu lại đúng không? Có thua các bạn ạ, không thắng được đâu, đúng chưa? À, ngày hay quá đúng nhỉ? Hoa hay. Chưa cược được ạ? Chưa cược được. Hôm nay hay bắt đầu mở server, bắt đầu mở chế độ này các bạn, bắt đầu mở chế độ arena đúng không? Hình như ngày mai, hình như ngày mai mới bắt đầu mở. À, phần thưởng trong này thì tất nhiên là các cái hộp đấy mở ra các dương này và ra Yashiro thổ và Athena. Hai con này thì mình thấy rằng đều rất là hay. Athena ít nhất là sau này dùng cho viện trợ hoặc bây giờ bạn nào chơi team sát thủ thì mùi máu đều dùng được. Thổ thì mình nói luôn từ trước tới giờ vẫn nói con này là con tư chất 10
13,5 hay không phải boss mà vệ tốt nhất trong các loại vệ rồi, đúng không? Đừng có nào dám nói hơn. Đấy. À, ngoài ra thì rồi còn cái sự kiện nữa trong con quest này, đó là cái phần nào nhỉ? Đây 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 đúng không? À không 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 phải đây, cái này không ai chơi đúng không? Chơi gì hơn Kyo này. Đây 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 trong phần 3 này các bạn ạ. Đó là hồn hạp cái gọi là Shermi. Mình cũng không biết là bấm vào nó có ra cái gì không, nhưng mà thôi đúng không? Có ra Shermi mà nếu ra được nó cũng phải giờ 7-8 nghìn kim cương đấy, thông thường đấy là rẻ đấy nhá. Đấy chứ còn nên là thôi mình cũng chả ham hố gì cái phần này. Mary cũng không bức thiết cần ngay lập tức bây giờ. Kể có thì thay thằng Rap vậy thì tuyệt vời mặt trời đấy đúng không? Nhưng mà thôi các bạn ạ. Đỡ tốn kim cương, có quay méo không ấy, đúng không? Có quay méo kéo đúng chưa? Đấy, rồi mình sẽ nói vào cái sự kiện quan trọng nhất, đó là sự kiện 7 ngày này thì nó sẽ có cái gì ở đây. Hiện tại mở ngày thứ nhất đăng nhập, cái này thì hôm trước mình có nói rồi đúng không? Đấy, được những cái phần thưởng đó là skin của con Athena. 15 ngày là quá tuyệt vời rồi. Mình sẽ thay luôn các bạn nha. Thay luôn nhìn cho nó đẹp nha. Đây đúng không? Đấy, quá đẹp, tăng được 2000 HP không phải ít đâu. Thời điểm end đầu game này tăng được 2000 HP là nhiều đấy, không phải ít đâu. Đẹp, đấy, xinh gái ngay các bạn. Rồi. Đấy đúng không? Đấy, đẹp gái ngay. Rồi, bikini màu tím luôn nhá. Đấy, Halloween mà. Màu chủ đạo của Halloween mình giống như màu tím, màu vàng. Đây đúng không? Đấy, đại loại thế. Rồi còn từ ngày số 2 đi thì tất nhiên là cái gì là còn phần tiếp theo, đó là phần đây là trong sự kiện gọi là trong hội quán. Đấy thì bây giờ bắt đầu mới donate cho group này đúng không? Và giật thưởng quên đúng không? Quên. Mồm nói là tay phải làm ngay. Đấy phải vào giật thưởng các bạn ạ. À. Không anh em nó giật hết thì đứng nhìn, hình như mình giật rồi. Không biết nó có tính cho mình hay không nhỉ? Biết nó có tính cho mình hay không? Rồi xem cái nhá. À từ từ. Hay là để mai xem một thể các bạn ạ. Mà nó có 98 thôi mà. Xem 288 này thì hơi căng đúng không? Hơi căng. Thực ra mình thấy rằng nếu như anh em hội quán mà đồng lòng ấy. Đấy tí nữa có lẽ mình sẽ vào hội quán mình lưu ý kiến. Đấy, đó là tất cả cùng nhau xem 288 thì vẫn có lợi. Vì 288 với 128 là hết. À không, như nhau các bạn. Như nhau. Tưởng lãi 288 chứ 128 là 140 kim cương. Bên này thì tốn có 98 kim cương. Như nhau. Đúng không? Thôi mình nghĩ là 98 kim cương tốt hơn vì được thể lực. Chứ được mấy cái này thì nó cũng không không tốt bằng thể lực tại thời điểm hiện tại. Vì đang có sự kiện là sự kiện Halloween mà. Đấy. Ngoài ra thì cái này thì ông nào mà không online được thì lại chịu thiệt. Đúng không? Thế là thôi. À, có lẽ là mình sẽ phát phong bao lì xì này, phong bao vàng. Hãy chơi là lên tính toán một tí các bạn ạ. Đấy đúng không? Mời các bác sơi tôm đi. Đó ok. À, cái gì đấy nhỉ? Nó có nhiều sự kiện đấy các bạn ạ. Đấy đúng không? Đấy, vừa grab tức là giật đấy đúng không? Đấy và vừa sen luôn, tức là tặng lì xì luôn. Ok đúng không? Còn nhiều. Đô lết thì tí nữa vào hoàn thành nhiệm vụ ngày thì sau đúng không? Nhiệm vụ hợp. 5 môn cái gì nhỉ, bơi lội đạp xe cái gì phối hợp này, xe share 5 lần à, tức là chia sẻ đấy đúng không, tí nó chia sẻ 5 lần luôn easy. Cái gì đây, xe vàng battle win arena đấu trường đúng không, quick chat này, cái gì là mở chiến dân thần recharge này, lạp kim cương các bạn ạ. Tạm thời là có hai gói lạp mốc 377 và mốc 1777 các bạn nhá. Đấy hôm nay mình test thử cái gì nhỉ, 450 rồi đúng không? Ok, lấy cái này. Cái gì nhỉ? Cái này thì sự kiện này mình sẽ nhắc lại, nó diễn ra trong vòng cái gì đây? Sao lại lúc ấy mình vừa mới nhìn thấy là sự kiện trong vòng 4 tiếng bao nhiêu phút mà sau đó giật anh thành thôi con. Có hơn 3 ngày rồi. Ồ, vừa mới online điện thoại nhìn thì nó hình ở chỗ này nó là 4 ngày, 2 tiếng cái gì cơ mà tôi chết rồi, hố mất ngày số 5 rồi. Đúng không? Cái tên này khả năng lại hố mất ngày số 5 rồi các bạn ạ. Đúng chưa? Có khả năng lại hố mất ngày số 5 rồi. Đúng không? Thì thế này thì phí tôi rồi. Cái này để mình nhìn lại điện thoại nha các bạn nhá. Thực ra không nhìn lại thì phí ngày số 5 rồi đúng không? Tiếc quá nhỉ? Thôi cũng được, không sao. Đấy, thì mình sẽ vào mượn ám bác hổ để cái gì nhỉ? Check cho các anh em và chính mình luôn. Đấy, xem những cái ngày tiếp theo là nó sẽ được cái gì nhá. Đấy, chứ nhìn một ngày thôi thì thật sự là sự chuẩn bị nó sẽ không được tốt đúng không? Đấy, không được tốt. Ít nhất là với các anh em ở server 60. Đấy, cái gì nhỉ? Đoạn này thì mình sẽ làm che màn hình đi tí đúng không? Đấy, chỗ này là phải che thôi chứ không thể không che được. Đấy, các anh em đợi cho mình mấy giây nha. Đấy, các anh em nào xem thì có thể gọi là gọi là cái gì đây, họ gọi là gọi là cái gì đây, ấn nút pause ấy hoặc là ấn nút tua ấy đúng không. Đấy, các bạn này để mình vào mình đăng nhập chút nha.
À đây cũng là chia sẻ luôn với các anh em là cách thoát ác, mà bây giờ ví dụ từ thoát từ nick Gmail ấy sang nick Facebook ấy thì làm như nào, đúng không? Thì các bạn vào bấm cái mặt hình avatar này. Đấy, sau đó thì bấm vào phần setting này, các bạn nhìn chữ sign out chưa? Log out đấy, đúng không? Đấy. Đấy, đúng không? Thì sau đó thì nó sẽ cho bạn hai sự lựa chọn, một là liên kết với account Facebook, liên kết với cái link Facebook. Từ ở app này của mình thì mình chưa liên kết với link Facebook nên thành ra nó yêu cầu. Còn bạn nào có rồi thì thôi. Thứ hai ở bên dưới là chuyển đổi account, tức là thoát app này ra và đăng nhập vào app khác. Tất nhiên là mình phải chọn cái bên dưới rồi, đúng không? Đấy thì nó sẽ cho bạn hai sự lựa chọn, một là đăng nhập bằng app Facebook, hai là đăng nhập bằng app Google. Đấy thì bạn nào mà thích chơi bằng app Google thì tất nhiên là bấm vào app Google. Đấy, ngay cả phần lúc tạo nick cũng thế. Đấy, các bạn có thể chọn như vậy. Còn bạn nào chơi bằng nick Facebook thì tất nhiên đăng ký bằng nick Facebook. Mình khuyên thì khuyên là lên đăng nhập bằng nick Google. Đấy, sau này mình nói thẳng luôn là nếu như mà có mua bán hoặc là trao đổi gì đấy ấy, đấy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn trong cái việc xử lý Google. Chứ Facebook thì các bạn thấy rằng rất là khó để gọi là trao đổi ở Facebook, đúng không? Chỉ có bán thẳng đi thôi. Chứ Google thì có thể là trao đổi nó dễ dàng hơn. Ở đây thì mình sẽ cái gì? Đã bảo là đăng nhập bằng nick Facebook cơ mà. Lại phải bấm lại rồi các bạn ạ. Vất cả trưởng. Mình sẽ che màn hình đi một chút các bạn nhé. Đấy, các anh em mạng phép. Đấy, chứ thực ra mình phải bấm vào cái chỗ đăng nhập bằng nick Facebook, đúng không? Nếu đăng nhập bằng Google thì em thua gì? Đây, nếu mà mình đăng nhập bằng Google nhá, đấy nó lại hiển thị ra cái chính cái Gmail lấy của mình luôn, đúng không? Phải bằng Huề, ông chỉ được cái gì nhỉ? Huề cả làng thôi, đúng không? Chả được cái việc gì ở đây, đúng không? Nó lại hiện ra S60. Đấy thì mình phải bấm lại, thì coi như là thao tác lại cho các anh em nhìn lần nữa cho nó rõ vậy. Thằng này chạy nhanh lên nào. Nhanh nhau. Rồi đây đúng không? Mình log out. Setting này, style out này, đúng không? Switch nha, switch là đổi ở cao nha. Đấy, switch đăng nhập bằng Facebook này, đúng không? Đấy đúng không? Thì tất nhiên là bây giờ mình sẽ phải gõ cái nick Facebook của bác Hà Hùng, Hà Nguyễn, cái gì nhỉ? Bác Hút Sú Hổ vào đúng không? Đấy thì sẽ được chơi đúng không? À thì sẽ vào được ác đúng không? Đấy thì mình sẽ che đi tí các bạn nhá. Đấy. Đấy rồi, ID của bác Musuho là như này nha, mật khẩu là như này nha, cộng đừng có hack nha, đừng có hack. Đùa thôi chứ che màn hình rồi thì cộng hack làm sao được, đúng không? Đấy rồi, ok. Ác của ai người chơi. Đấy, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn phải mượn để làm clip của bạn. Vì xe vừa cũ thì chịu rồi đúng không? Không thể gọi là biết được toàn bộ nội dung, biết trước thì nó vẫn hay hơn chứ, đúng không? Rồi cái gì nhỉ, tra mật khẩu hơi lâu các anh em nhá, thành ra là được rồi các bạn ạ. Đấy, tạm thời cái gì nhỉ, ác của bác Musuho là server 9 các bạn nhá. Tất nhiên server này thì mở full rồi.
Rồi, nghe nghe nào. Đấy, các bạn nhìn rất là nhiều hình nền đúng không? Có cả hình nền của Kula luôn. Iori, Orochi. Đấy là những cái hình nền đẹp. Rồi ok, mình đã vào được được cái gì nhỉ? Hack thành công bác Mutsuhō rồi đúng không? Vào được ác rồi các bạn ạ. À. Khỏi lằng nhằng nhá. À từ từ. Để ý qua tí xem server tình hình đuôi nào. À máu phết các bạn ạ. À. Bác Mutsuhō đã kinh đã cái gì nhỉ? 31.000 kim cương rồi đúng không? Đấy, điệu này là mình xem máy kéo hình như là chưa full bốc còn bốc cuối đó đúng không? Còn bốc cuối. Ấy đúng không? Nó phải quay lên từ bốc này nó mới nhiều tiền các bạn bảo. Bốc cuối là 31 nó cách 55 thì khoảng hơn 20.000 kim cương. Ấy bỏ thì nó không tiếc các bạn ạ, này tiếc cách có vài kim cương thì hơi buồn đúng không? Ấy thì mình xem nào, chạy check xem cái sự kiện 7 ngày nó ra ngô ra khoai làm sao? À, cái gì đang nói là cái gì nhỉ? À, xem tình hình cũng có 4.000 thôi các bạn ạ. Đấy, mình nhớ luôn là bên này thì vì thông thường ấy quay chỉ đến mốc khoảng độ 2.000, 2.500, ông nào đen lắm là 3.000. Đấy là nó ra Omega Ruby 3 sao rồi nên thành ra người ta cũng không ham hố nhất thiết là phải lấy top 10 hay là top 5 hay là top 6 như là Việt Nam. Đấy, hay là top 1, top 2 như Việt Nam. Ấy đúng không? Còn Việt Nam cậu hút suốt ngày hút thôi. Đúng không? Đấy thành ra là đó, anh em không phải khô máu mấy đúng không? Ở ngoài ra thì mình nói luôn là lạp kim cương này đây. Đặt nên thành ra là người ta đốt cũng ít hẳn đi các bạn ạ. Bên này SM9 cũng có khá nhiều Việt Nam các bạn nha. Ví dụ như Vũ Mạnh Quân này đúng không? Thánh này chơi mình thấy ôn server luôn đấy, ác lao bên server lao có đích luôn, nhưng hình như là bên USA là Vũ Mạnh Quân là chơi là nghiêm túc nhất, có vẻ như vậy, mình đoán thôi nha, tất cả chỉ là dự đoán. Cái gì nhỉ? Rồi chúng ta cùng xem sự kiện 7 ngày các bạn nhá. Eo bác Hồ lười cái à đây ngày 4 ấy, tưởng ông bây giờ ông mới đăng nhập ngày 1 đúng không? Tưởng bây giờ bác mới đăng nhập ngày 1. Rồi thì mình nhận hộ nhá. Đấy đây là ngày 1 này. Đây ngày 2 xem có gì các bạn ạ. Hình như đây là tiêu kim cương, ngày 2 là tiêu kim cương các bạn ạ. Ngày 2 là tiêu kim cương. Tiêu kim cương bốc tối đa là bao nhiêu? 17.000 à? À tiêu xong nó nhả lại cho mình kim cương. Chết chưa? Mấy ông cái gì nhỉ? Đua Omega Ruby sớm à? Ha ha ha, chết chưa? Hay quá đúng không? Như vậy là mình sẽ tiết kiệm được một lượng kim cương lớn đấy các bạn ạ. Nếu như là đua Omega Ruby nha. Ngon quá đúng không? À, ngon quá. Đấy, không biết tôi bảo công là cái gì nhỉ? Nhẫn nhịn đi mà lẹ. Đây là tiêu vàng, cái này thì bình thường. À, đây là level up fighter, cái này thì cũng bình thường. Cái này up tăng level võ sĩ. Xem vừa cũ thì người ta hết võ sĩ thôi. Xem vừa mới đầy đúng không? Mình vẫn còn mấy con đặc trắng luôn nè. Level không luôn nè. Đúng không? Ok, easy. Rồi, như vậy ngày 2 có sự kiện tiêu kim cương bọn nhá. Còn ngày 1 đã có cái sự kiện nạp kim cương rồi. Đồ ấy nhỉ? Sự kiện nạp kim cương chỗ nào ấy nhỉ? À đây, 5 môn phối hợp đây đúng không? Đây. Đã đâu nhỉ? Đây. Nạp gì 7 đúng không? Ok đấy. Rồi, ngày 3 mình xem là gì nhá. Đây là quen màn các bạn này. Ngày 3 là có quen màn này. Ngày đây là vượt tháp này. Đây là vượt màn khó này. Ngày 4. Ngày cuối này đúng không? Đây là cái gì đây? Update file show tờ à? File show là cái gì nhỉ? Hình như là điểm kỹ năng, không phải điểm kỹ năng, tự nhiên lại quên nhỉ. À, cái này nó gọi là cái, tự nhiên lại quên, hồn lực các bạn ạ, hồn lực, đúng không, hồn lực rồi, ok. À, đây mới là hồn lực chứ nhỉ, à đây là tinh thể, đúng không, đây là búp tinh thể, còn bên này mới là hồn lực, ok. Còn đây là diện hàng ngày, cầu vàng này đúng không, lưng kỹ năng này. Cái gì đây? Bảo vệ võ sĩ à? Có 4 võ sĩ 6 sao, 8 sao à? Đúng không? Đấy, đại loại như vậy, đúng không? Ngày 5 thì ngày mai mình sẽ vào áp bác hổ lần nữa nha. Để check xem nó là cái gì nha. Như vậy là sự kiện nạp chỉ có một cái sự kiện là 5.700 thôi các bạn ạ. Đấy, hơi tiếc tí nhỉ. Cái nhiều hơn nữa thì thơm hơn. Nhưng mà có sự kiện ngày tiêu kim cương này là thôi cũng được rồi các bạn ạ. Cũng được rồi. Đấy, công là mà nhỡ may chót tiêu thì cũng đừng có tiếc lắm, đúng không? Đừng có tiếc lắm. Tội tiếc đấy, không phải không tiếc đâu. Hay đó đây sự kiện nạp cumulative là cái gì nhỉ? Mình để các anh em chờ chút nha, GG dịch cái.
từ con Q đấy chip này chưa học, nhưng mình đoán là là cái gì nhỉ, nó gọi là à, con Muli chip. Đấy, thì xem nó là cái gì đúng không? Đấy. Mình thì mình đoán là cu mu đi chứ, côn đường tính toán à, để xem nó là cái gì chứ, thực ra là cái gì nhỉ, từ một số từ mới chịu ơi, mấy từ cũ cũ hay dùng mình còn biết, còn nó mình đoán này nó là tiêu kim cương thôi. Con mưu lê tiếp khu mu nhỉ, con mu à, tiêu tích lũy các bạn ạ, tiêu tích lũy, tiêu tích lũy, cái từ con khu mu là tích lũy, còn consume là tổng cộng đúng không, là tiêu hao, đúng rồi, consume tiêu hao, đúng rồi, tiêu tích lũy các bạn ạ, tiêu 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 tích lũy, tiêu tích lũy đúng không, ok, à, đang phê đúng không, ngon các bạn ạ, ngon, nói chung là ngon đó, ok, hồi 450 ngày rồi vãi cả trường các bạn ạ. Bác Hồ chơi 450 ngày rồi đúng không, ngang với cái gì nhà mình ngày xưa đấy các bạn, à còn kém hơn mình ngày xưa một tí đúng không, rồi ok đấy, như vậy tạm thời sự kiện là như thế các bạn ạ, à. Mình nghĩ đây là một cái niềm động lực lớn lao cho anh em server mới đúng không, đỡ bị thiệt thòi chứ thực sự so với sự kiện của server mới, 7 sự kiện 7 ngày server mới so với cái Halloween này sự không đếm xỉa đấy các bạn, phần tưởng người ta là mảnh vạn năng đúng không, nó là mảnh vạn năng. Đấy, đằng này đằng cái kia thẻ con kiêu chơi gì con kiêu à, ok coi nói chung thì cũng khá là vui rồi đúng không, gần như là rất vui rồi đấy các bạn ạ. Đấy, hẹn lại các anh em ở trong mấy cái video, nhất là ngày mai ngày kia gì đó đúng không, đấy rồi đua bốt gì đem đua bốt còn mấy ngày ở à, đâu rồi à, đua bốt còn 2 ngày nữa đúng không, tổng cộng chính xác là còn hơn 2 ngày nữa, đấy, giờ mình cứ gọi là làm tròn nhà 3 ngày đi đúng không, ok, đấy hẹn lại các anh em ngày số 3 này nhá, đấy, ngày số 3 này, đúng không, ok, không say không về, không đi không không gặp không về, ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo, nếu thấy video hay ho vui vẻ thì nhớ để lại một like, subscribe comment gì đó đúng không, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cuối video. Nhân tiện nói luôn thì rất là nhiều các anh em thấy mình chơi server 60 nó thấy nó vui vui đúng không, muốn chơi cùng mà bây giờ lập lại ao nó hơi muộn, thì anh em nào mà ở server 60 hoặc là server khác nhưng chủ yếu server 60 thôi, anh mà không chơi bận vì lý do gì đó không chơi được game thì có thể là cho mình mua lại ác đúng không, cho mình xin lại ác hoặc là mua lại ác gì đó để cho các anh em khác muốn tham gia chơi cùng. Chứ thực sự thì cày lại từ bây giờ 7 ngày thì nói là không thọt thì không đúng đấy, nhưng mà nếu tính về lâu dài thì nó không ảnh hưởng lắm đâu, ví dụ như 450 ngày như của bác Hổ này thì đúng là chả ảnh hưởng gì cả đúng không, như nhau cả thôi đấy, nhưng mà rõ ràng là trong thời gian đầu thì sẽ phải chịu thiệt thòi vẫn một chút đúng không? Giờ thời gian ngắn thì sẽ phải cày cuốc mệt hơn một chút, thì đỡ mệt thì tất nhiên là có ai chơi luôn thì sẽ tốt hơn. Anh em nào mà không chơi nghỉ bán gì đó thì có thể gọi là hoặc là có hai ác hay đúng không? Thì vui lòng là cho mình xin lại bán lại này, mình cho mình mua lại đúng không? Đấy, cho các anh em cùng chơi với chứ thực sự thì nhiều bạn hỏi quá các bạn ạ, nhiều bạn hỏi quá. Rất là cảm ơn các anh em một lần nữa theo dõi cuối video. Goodbye and see you again.